Ờ ký đi, ký họ tên ngày tháng mà. Ký rồi. Bác tên là gì nhỉ? Anh Tuấn. Nguyễn Đăng Nghị. Nguyễn Đăng Nghị. Ừ. Đúng, anh Tuấn xin kính chào khách. À, Thành Luân xin trân trọng giới thiệu bộ tranh Tứ Quý đã có anh Nguyễn Đăng Nghị ở Thanh Hoa, Hà Nội về ký nhận. Bức tranh Tứ Quý của cụ Tùng Cúc Trúc Mai, kích thước là 40x1m27. Hai bác đẹp thành bộ cho đẹp. Ở xã gì của nhà, đọc luôn cái xã luôn. Cao Viên. Xã Cao Viên, Thanh Hoa, Hà Nội. Bộ tranh này là bộ đẹp nhất. Chất gỗ rất mỏng nạc, dày 5 phân, kích thước là 40x1m27. Rất là dài, toàn bộ được chạm hết sức là kênh vòng. Đục đẹp luôn. Chim đục như thật. Cái chỗ này là trong cái trước này là to luôn mà, nó cân đối. Ừ. Đẹp luôn đấy. Nếu mà nó bé hơn nó sẽ xấu. Bé hơn thì lại không giá trị bằng. Đây, đúng nét này. Đục rất là đẹp. Bức này chưa kịp quảng cáo ấy. Chưa kịp quảng cáo đã bán luôn rồi. Quảng cáo bán ngay. Cái mua cái này nhiều khi nó gọi là có duyên gặp. Nó đẹp nha. Kết là ôm ngay. Xuống trước mà mấy buổi thì có khi lại mua bộ khác. Thế không gặp bộ này. Này đúng rồi. Buổi đẹp. Giày 5 phân rồi. Được. Có đánh số chưa? Một số ở rồi. Đây này. À? Tùng này. Không biết đánh. Trúc này. Cúc Mai này. Cái đánh số rồi là treo dễ. Hả? Ký tên rồi gì? Ký tên rồi. Đánh đây số 1 này. Thôi cứ lên đấy thì em tiện cho mình treo đấy tại vì là mình đặt lên nó có ô sẵn rồi mà. À rồi rồi. Tất cả các vị trí là có ô sẵn okay, hết rồi. Ok ok. Mình chỉ được treo vào thôi. Sau này nên mình nhìn hợp lý chỗ nào mình treo đấy. Một khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bức tranh đẹp này liên hệ với Thành Luân qua số điện thoại 0972770888 và 0967410389. Đồ gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là bộ tranh gỗ vụ, kích thước là 40x1m27 là có anh Nghị ở Thanh Hoa, Hà Nội về ký nhận và đầu giờ chiều tôi sẽ chuyển giao bàn giao cho khách hàng. Thành Luân xin tạm dừng ở đây và xin hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.